Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhạc lý cơ bản và thực hành. Ở trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị của nốt nhạc và công thức để chúng ta xác định giá trị trường độ của một phách khi mà chúng ta đã biết số chỉ nhịp. Đầu tiên là về giá trị của nốt nhạc. Trong những bài học trước thì mình vẫn nói với các bạn là nốt tròn của chúng ta là 4 phách, nốt trắng là 2 phách, nốt đen 1 phách, móc đơn là 1 phần 2 phách và nốt móc kép là 1 phần 4 phách. Đó. Thế thì tại sao chúng ta lại có được những cái này và công thức để chúng ta xác định ra những cái này là như thế nào? Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ở đây mình có một nốt tròn này. Mặc định giá trị trường độ của một nốt tròn sẽ bằng hai lần giá trị trường độ của nốt trắng. Đó, có nghĩa là một nốt tròn của chúng ta sẽ bằng hai nốt trắng. Và một nốt trắng của chúng ta sẽ bằng hai nốt đen. Đấy. Một nốt đen của chúng ta sẽ bằng hai nốt móc đơn. Một nốt đen bằng hai móc đơn này. Và một nốt móc đơn sẽ bằng hai nốt móc kép. Đó, một đơn bằng hai kép này. Thì ở đây chúng ta có bốn nốt móc kép, mình sẽ nối nó lại với nhau để cho nó dễ nhìn. Đó. Đây là cái sơ đồ thể hiện về mối quan hệ trường độ giữa các nốt nhạc. Đó, cái này thì chúng ta sẽ học thuộc, nó là công thức. Và ở đây các bạn sẽ thấy một nốt tròn bằng hai nốt trắng, một nốt tròn sẽ bằng 4 nốt đen, một nốt tròn sẽ bằng 8 nốt móc đơn và một nốt tròn sẽ bằng 16 nốt móc kép. Đấy, tương tự như vậy, một nốt trắng sẽ bằng hai nốt đen, một nốt trắng bằng 4 nốt móc đơn, một nốt trắng bằng 8 nốt móc kép. Tiếp theo là một nốt đen sẽ bằng hai nốt móc đơn và một nốt đen bằng 4 nốt móc kép. Một nốt móc đơn sẽ bằng hai nốt móc kép. Đó, các bạn học thuộc cho mình cái này và các bạn lưu ý là cái nốt ở bên trên này sẽ bằng hai lần nốt bên dưới. Nốt bên trên bằng hai lần nốt bên dưới. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức xác định giá trị trường độ của một phách khi mà chúng ta đã biết số chỉ nhịp. Đây nữa là cái sơ đồ mà chúng ta vừa mới học này. Rồi, ở đây thì mình sẽ có nhịp 24, nhịp 34 và nhịp 44. Chúng ta đã học thì nhịp 24 là có hai phách trong một ô nhịp và một phách của chúng ta có giá trị trường độ là một nốt đen. Đó. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức để chúng ta làm sao để chúng ta tính ra được là một phách bằng một nốt đen. Công thức của chúng ta thì như sau. Để xác định được giá trị trường độ của một phách, chúng ta sẽ lấy nốt tròn đem chia cho cái số bên dưới của cái số chỉ nhịp này. Đó, đây nhịp 24 thì số bên dưới là số 4 này. 34 cũng vậy, số 4 này, 44 cũng là số 4. Chúng ta lấy nốt tròn chia cho cái số bên dưới là số 4. Đó, thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây mình phân tích một xíu, một nốt tròn của chúng ta thì sẽ bằng 4 nốt đen. Đó. Và 4 nốt đen chúng ta đem chia cho 4 thì kết quả sẽ bằng một nốt đen. Hay nói cách khác là các bạn có thể hiểu là 4 nốt đen bằng một nốt tròn. Như vậy lấy nốt tròn đem chia cho 4 thì chúng ta có một nốt đen. Đó, đây chính là công thức. Lấy nốt tròn đem chia cho cái số bên dưới là chúng ta sẽ ra được cái giá trị trường độ của một phách là nó ra cái hình nốt nào đó. À, ở đây nó ra cái nốt đen thì chúng ta sẽ biết là một phách bằng một nốt đen. Tương tự như vậy thì mình sẽ có nhịp 38 và nhịp 68. Theo công thức như lúc nãy thì mình sẽ lấy nốt tròn đem chia cho cái số bên dưới là số 8. Thì kết quả của chúng ta là sẽ bằng một nốt móc đơn. Đó. Một nốt tròn bằng 8 nốt móc đơn này thì lấy tròn mà đem chia cho 8 thì chúng ta sẽ ra nốt móc đơn. Và tiếp theo thì mình sẽ có một cái nhịp mà thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ hay gặp, đó là nhịp 22. Thì vẫn công thức đó, mình sẽ lấy nốt tròn đem chia cho 2 và kết quả sẽ ra nốt trắng. Ok, và cái nội dung của bài học ngày hôm nay các bạn cần nhớ đó là cái sơ đồ về cái giá trị trường độ giữa các nốt nhạc này. Đấy, các bạn phải học thuộc cái này cho mình. Và tiếp theo là công thức để mà chúng ta xác định được giá trị trường độ của một phách. Đó. Nhịp 22 thì chúng ta sẽ có hai phách trong một ô nhịp và một phách có giá trị trường độ là bằng một nốt trắng. Đó, nhịp 24 thì chúng ta có hai phách trong một ô nhịp và một phách sẽ bằng một nốt đen này. Nhịp 38 thì chúng ta có ba phách trong một ô nhịp và một phách sẽ bằng một nốt móc đơn. Đó. Thì dựa theo cái công thức này, nếu như sau này các bạn gặp những cái nhịp mà nó khác, những cái nhịp mà mình đã
hướng dẫn cho các bạn ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể xác định được số phách trong một ô nhịp cũng như là giá trị trường độ của một phách thì nó sẽ bằng nốt gì theo cái công thức này. Ok, và nội dung của bài học ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Xin chào.